chào các anh chị. Hồng Liên chào các anh chị. Chúc các anh chị một ngày tuyệt vời. Minh Tâm và Hồng Liên hôm nay quay trở lại để thông tin với anh chị một số thông tin về việc thị trường nhà ở Mỹ, đúng không chị Liên? À, đúng rồi. Yeah. Thì hiện tại chúng ta đã qua 6 tháng của ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Thì hiện tại rất là nhiều anh chị vẫn đang quan tâm về giá nhà Mỹ và những cái thị trường nào mà tốt nhất để mình có thể mình sở hữu những căn nhà với giá tốt để ở hoặc là cho thuê. Cho nên hôm nay Minh Tâm và Hồng Liên gửi đến chị một đôi chút thông tin, hy vọng là có ích cho gia đình của mình. Thực sự là Tâm rất là ngạc nhiên, trong thời gian vừa qua thì một số khách hàng có nói rằng là vào cái thời điểm này thì chúng ta sẽ chờ để cho giá nhà Mỹ nó hạ xuống, nó sẽ thấp hơn giá trị bình thường, đúng không chị? Tuy nhiên là sau khi một thời gian theo dõi giá nhà cho khách hàng á, thì Tâm và cũng như là chị Liên nhận ra một điều rằng là giá nhà ở Mỹ hiện nay thì không những là không giảm mà có chiều hướng là đang tăng, và cái doanh số bán nhà hiện nay là tăng lên 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đúng không chị? Hiện tại đó các anh chị, bởi vì cái đại dịch Covid tác động riêng đối với thị trường Mỹ vẫn chưa có nhiều cái tiến triển tốt hơn. Chính vì vậy cho nên là những người mà họ sở hữu nhà, họ vẫn cảm giác an toàn trong ngôi nhà của mình và họ chưa có mong muốn được chào bán ra. Cho nên cái số lượng chào bán nhà mà nhà gọi là nhà cũ đó, chúng ta gọi là nhà cũ đó, trên thị trường nó đang rất là ít. Tuy nhiên đại dịch Covid cũng tạo nên một cái làn sóng mới cho văn hóa nhà ở của người Mỹ. Đó là gì Tâm Hà? Hiện nay thì theo những cái thống kê đó chị Liên, thì người Mỹ họ rất là chuộng mua nhà single house, là những căn nhà đơn lập và biệt lập ở bên Mỹ, đặc biệt là những căn nhà ở những cái vùng ngoại ô. Tại vì nó sẽ có những cái sự riêng tư và một cái sự an toàn của đúng rồi. Hiện tại họ tập trung vào vấn đề chính, đó là công ăn việc làm và trường học, thay vì văn hóa thành thị, những cái khu mà nhộn nhịp đông đúc như ngày xưa, thì bây giờ họ chuộng những cái khu mà nó vắng, nó thoáng, nó cảm giác riêng tư và an toàn hơn. Chính vì vậy cho nên cái nhu cầu mà người ta chuyển đến những vùng mà có cái mức thu nhập chi tiêu cho đời sống hàng ngày đó nó tốt hơn, và sở hữu một cái căn nhà hoàn toàn mới với cái giá hợp lý là đang tăng cao ở Mỹ các anh chị. Đúng rồi. Và hiện nay thì một số tập đoàn xây dựng lớn, ví dụ như là đối tác của mình là tập đoàn nhà Lena, họ cũng đang ráo riết để tuyển những cái công nhân xây dựng mới để thực hiện những cái căn nhà mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và kèm theo nữa, họ cũng có chia sẻ với YouthHome rằng hiện giờ cái tốc độ xây dựng nhà của họ gần như không đáp ứng đủ với cái nhu cầu thị trường. Thị trường ở đây không phải là thị trường của những nhà đầu tư châu Á. Trước giờ chúng ta khi nghĩ về vấn đề nhà Mỹ thì thường mình hay nghĩ rằng là đối tượng mua nhà và đầu tư sở hữu nhà Mỹ gần như là những nhà tài phiệt châu Á. Tuy nhiên hiện giờ là không anh chị. Nhu cầu mua nhà lớn nhất, nhà mới lớn nhất ở Mỹ, ở tại Lena, đó là những người dân người Mỹ luôn á Tâm à. Những người mà bản xứ luôn đó. Thì cái tốc độ xây dựng của họ gần như chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu của thị trường. Và kết hợp nữa là Tâm thì một số khách hàng của chị Liên mà làm về vấn đề là xuất khẩu gỗ của Mỹ đó, thì các anh chị cũng chia sẻ là cái nhu cầu nó đang tăng cao, vật liệu xây dựng đúng không? Đúng rồi. Em cũng nghe những cái thông tin là hiện nay cái nguồn cung vật liệu xây dựng đang khan hiếm dần, do là những cái cơ sở sản xuất họ đã ngừng thời gian đó. Đúng rồi. Và đặc biệt là gỗ thì hiện nay gỗ đang có xu hướng tăng giá rất là cao. Thì cái điều này sẽ kéo theo đó là cái giá căn nhà mới của các anh chị có thể nó sẽ tăng không ít đâu chị Liên ha. Kết hợp nữa đó các anh chị, đó là việc cái nhu cầu mà mua nhà mới nó tăng nhanh như vậy, và cái việc xây dựng nó cũng tất nhiên nó cũng không thuận lợi bằng thời gian trước kia. Tuy nhiên việc mà mình xin giấy phép xây dựng ở để mà nhà và thiết kế nè, mình có được cái chấp thuận của quận đó để mà có một cái bản thiết kế, những cái giấy phép cần thiết để mà mình xây một ngôi nhà mới, nó cũng mất vài tháng đó Tâm. Đó thì con số chính xác là cái thời gian trung bình để được cấp giấy phép xây dựng cho một căn nhà nó kéo dài hơn 10% so với trước đây. Thì các anh chị nên nhanh chóng tìm kiếm những thị trường
những cái bên broker phù hợp hỗ trợ cho mình những cái thông tin tốt nhất. Nếu như không á thì có thể một thời gian tới cái việc mà mình chờ sở hữu để mà có một ngôi nhà mới nó có thể lâu hơn. Có nhiều khách hàng của chị là phải đến đầu qua năm mới được bàn giao nhà đó ta. Đúng rồi, một số dự án là tới giữa năm sau, ví dụ như là dự án nhà townhouse của Lena. Nhà townhouse thì ở thành phố Tampa đó. Và dự kiến cái nhu cầu mua nhà mới này nó sẽ còn kéo dài ít nhất là 2 năm nữa là chị Liên. Thì thưa các anh chị, Youth Home cũng là một đối tác của các anh chị ở tại thị trường Việt Nam để hỗ trợ cho các anh chị những thông tin cần thiết khi các anh chị có quan tâm về việc mình sở hữu nhà để ở hoặc là để ở cho thuê tại Mỹ. Thì chúng tôi ngoài văn phòng ở 29 Lê Duẩn, chúng tôi còn có những cái buổi chia sẻ trực tuyến Tâm Hà. Thứ sáu tuần này buổi sáng là một buổi chúng tôi kết nối các anh chị với tập đoàn Lena, để mà chúng ta chỉ cần qua Zoom thôi, các anh chị chỉ cần ở văn phòng ở nhà của mình thôi là mình có thể trao đổi với đối tác được rồi Tâm ha. Nói thêm về tập đoàn Lena thì Lena hiện nay là đơn vị tập đoàn cung cấp nhà lớn nhất tại Mỹ với chất lượng nhà tốt nhất, và họ có chế độ bảo hành nhà lên đến 10 năm hoàn toàn miễn phí cho các anh chị. Bên cạnh việc xây dựng nhà ở thì họ còn có một cái khoảng thời gian, một cái khoảng kinh nghiệm rất là dày dặn để làm việc với những cái đơn vị như là cho vay nè, những đơn vị bảo hiểm nè, những đơn vị điều hành quản lý nhà cho các anh chị. Thành ra chúng ta có thể kết nối với họ để mà tìm hiểu những cái thông tin cần thiết cho gia đình mình. Bàn giao nhà bên Mỹ thì thường chúng ta sẽ nhận căn nhà chỉ có nhà trống chị ha, nhà trống và một số cái trang thiết bị cơ bản dính tường đúng rồi. Và với Lena thì các anh chị có chế độ bàn giao nhà everything included, có nghĩa là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để chúng ta dọn vào ở luôn. Các anh chị có tủ bếp nè, nhện bếp nè, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh vân vân, rất là nhiều thứ. Và tất cả chúng ta đều được bảo hành rất là tốt nha chị. Và bên cạnh đó, cái điều đặc biệt nhất á, là căn nhà này là một căn nhà có giá trị bền vững qua thời gian. Bởi vì sao em nói như vậy? Bởi vì Lena họ có những cái thiết bị rất là thông minh điều khiển bằng trợ lý ảo Alexa. Mà anh chị nào đã có những căn nhà thông minh ở Việt Nam chắc chúng ta cũng sẽ biết. Chị Liên có biết về cái trợ lý ảo Alexa này không? Để sử dụng thì chị chưa có kinh nghiệm trải nghiệm sử dụng qua, tuy nhiên chị cũng có tham khảo những cái tài liệu của bên chỗ Lena trong với những khách hàng mà vừa qua mua nhà của mình đó. Thì chị được biết rằng là ngoài những cái tiện ích thông minh thì những cái thiết bị này là gần như đều tiết kiệm điện hơn so với những cái thiết bị cũ của những ngôi nhà mà đã qua sử dụng. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà các chuyên gia khuyến khích các anh chị khi mà mình mua nhà và có điều kiện mua nhà đó, mình lựa chọn một căn nhà mới thay vì những căn nhà đã qua sử dụng. Thì những thiết bị này đó nó sẽ tiết kiệm điện là một nè, và tất nhiên tiền cái điện chính là cái tài chính của mình. Và cái thời gian bảo hành của mình nó còn nữa thì cũng là tài chính của gia đình mình. Còn về phương diện mà mình muốn sở hữu nhà để mình cho thuê thì với những chia sẻ của Minh Tâm thì gần như khách thuê của anh chị họ chỉ cần dọn vào những cái đồ đạc của họ, ví dụ như giường nè, ghế nè, chỉ cần dọn vào như vậy là đã ở được rồi. Rất là tốt. Và tất cả những cái trang thiết bị này họ mua với số lượng nhiều không chị Liên? Ra chúng ta có thể hình dung là mình sẽ tiết kiệm được một phần chi phí, bởi vì mình mua được thiết bị đó với giá sỉ. Thì thưa các anh chị, hôm nay Hồng Liên và Minh Tâm cũng chia sẻ một số thông tin cơ bản. Cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi đó là được các anh chị luôn luôn nhớ rằng là về những chương trình, về chương trình định cư nè, về vấn đề sở hữu một căn nhà hoặc là sở hữu những trung tâm thương mại ở Mỹ để mà mình đầu tư. Và xin hẹn gặp các anh chị qua Zoom, qua trực tuyến lại vào sáng thứ sáu tuần này. Sáng thứ sáu tuần này anh chị nha. Dạ. Nếu như anh chị mình muốn tham dự hoặc là bạn bè người thân của mình mà mong muốn tham dự đó thì vui lòng inbox ở bên dưới đường link của video này cho Hồng Liên và Minh Tâm để chúng tôi kết nối với các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn các anh chị đã theo dõi, hẹn gặp lại vào những video sau nha. Dạ, kính chúc các anh chị một lần nữa một buổi chiều thật là tuyệt vời. Xin chào, chúc anh chị luôn